Lời đầu tiên, Vang Vọng xin được gửi tới các bác một lời kính chúc sức khỏe. Chúc các bác có một năm 2021 thật là nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Và tiếp theo đó thì ngay sau đây, Vang Vọng xin được giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ tới từ thương hiệu MK với một thiết kế rất là đặc biệt. Sở dĩ em chọn cái chiếc đồng hồ này để giới thiệu với các bác trong ngày đầu năm là bởi vì trên chiếc đồng hồ sở hữu đó là một cái phần thiết kế được điểm trên đó là 4 chùm quả. Và chắc chắn rồi, như các bác cũng đã biết, các chùm đào thường mang đến một cái ý nghĩa đó là về sự sung túc và đủ đầy. Rất là đặc biệt cho một ngày đầu năm đúng không ạ? Và các bác có thể thấy ngay trên màn ảnh nhỏ của mình đây ạ, một chiếc đồng hồ MK của đất nước Pháp đẹp rất là dịu dàng. Em xin được quay cận cảnh luôn chiếc đồng hồ MK này. Không cần phải miêu tả nhiều thì các bác cũng có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp, cái nét đẹp mà chiếc đồng hồ này mang lại đúng không ạ? 4 chùm quả chạm trổ tại hai bên cánh đối xứng nhau. Rất là đồng đều, tạo lên một cái nét đẹp mà những chiếc đồng hồ Pháp thường mang đến đúng không? Một phần mặt số logo thương hiệu MK và tên của bản nhạc truyền thống rồi ạ. Các khuyên vành lộ cót đầy đủ, tâm trắng bạc và nền vàng, niềng sáng đồng màu với phần bên dưới đó, kính hoa văn. Rất là đẹp và đủ đầy đúng không các bác? Em xin được đi sâu ở bên trong chiếc đồng hồ luôn để giới thiệu với các bác. Vâng, đây thì các bác ạ, một bộ máy vách bằng đồng là chắc chắn rồi ạ. Và với chiếc đồng hồ MK này, chúng ta sẽ có một bộ gông đó là 8 thanh côn đồng để tạo lên một cái âm thanh rất là trầm ấm và ngân vang. Mà ngay sau đây luôn, em xin được phép giới thiệu với các bác về âm thanh đó. Vâng, một phần âm thanh đặc biệt khác của những chiếc đồng hồ khác đúng không các bác? Rất là hay và êm tai. Em xin được quay lại tổng quan toàn bộ chiếc đồng hồ đây thưa các bác ạ. Vâng, và các bác có nhã hứng muốn sở hữu chiếc đồng hồ này thì xin các bác hãy liên hệ sớm với đồng hồ của Vang Vọng chúng em. Và sau đây thì em xin được phép tạm dừng video. Xin kính chào và hẹn lại các bác trong cái video sắp tới. Em xin chân thành cảm ơn.